在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你，等待那一天。这份爱太浓烈，否定你犹豫不决，我的心是否能填补所有空缺。爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？nhưng mà yêu đơn phương cũng có cái hay của riêng đó, không phải khổ sở như lúc cả hai yêu nhau thật đâu. Nhưng mình quyết định, từ hôm nay trở đi mình sẽ không yêu đơn phương nữa. Mình đã là nhân viên chính thức rồi. Lúc đầu mình đến Thượng Hải chẳng phải là vì công việc sao? Cho nên mình quyết định, từ hôm nay trở đi, ngoài công việc ra, mình sẽ không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa. Tốt quá rồi, cuối cùng thì mình cũng đã nói ra được hết những suy nghĩ trong lòng, thật là thoải mái. Chúng ta cạn ly, vì ước mơ của chúng ta. Cạn ly, cạn ly. Được rồi, cứ làm như vậy. Xin chào. Kỳ soái à, tôi mang cà phê cho anh nè. Ôi, cảm ơn. Cô ngồi đi. À, dạo này cô thế nào rồi hả? Dạ rất tốt. À, Phong Đăng vẫn chưa về. Hả? Sao anh lại nhắc đến chủ tịch vậy? Kỳ soái à, tôi thật tình mà nói, mấy ngày nay cuộc đời tôi có một bước ngoặt lớn. Tôi đã có một quyết định rất quan trọng, đó là từ nay về sau tôi sẽ không đơn phương yêu anh nữa. Trước đây gây phiền phức cho anh, tôi thành thật xin lỗi. Tiếc xăm xa mà. Nói thật lòng là tôi rất thích con người của cô, nhưng mà chỉ thích thôi, không phải yêu. Cô hiểu không? Dạ hiểu, đương nhiên là hiểu rồi. Nhất là mấy ngày này tôi lại càng hiểu rõ. Cảm ơn anh đã nói thẳng thắn với tôi như vậy. Nhưng cho dù có như thế nào thì trong lòng của tôi, từ giờ trở đi anh mãi là thần tượng, không yêu đương gì hết. Anh đừng bận tâm nữa. Thật ra khi cô từ bỏ một cái cây không thuộc về mình, cô sẽ phát hiện ra có cả một rừng cây đang đợi cô đó. Cảm ơn lời chúc của anh nha. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Trong thời gian này tôi sẽ tự yêu bản thân của mình nhiều hơn. Vậy thôi, tôi đi làm việc nha. Tạm biệt anh. Anh tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi Sam Sam, cố lên, nhất định sẽ làm được. Cố lên, cố lên, cố lên. Tôi về rồi đây. Về thôi, về rồi, về thôi, về thôi. Nè, Sam Sam tôi về nha. Tạm biệt, tạm biệt mọi người. Tạm biệt con gái. Về chúng ta đi nha, tạm biệt. Tạm biệt, chúng ta về nha. Khoan đợi đã, tối nay chúng ta đi đâu vậy? Đi xem ca nhạc nha. Được đó, được đó. Chúng ta đi nha Sam Sam. Tạm biệt cô. Tạm biệt, tôi sẽ về sau. Tạm biệt. Mấy hôm nay mình không cần đến phòng làm việc của chủ tịch ăn cơm, cũng không nghe thấy lời đồn đại gì nữa. Lệnh cấm yêu thật có tác dụng. Thì mình cũng có thể lấy lại được cảm giác nhẹ nhàng. Đây là cuộc sống mình mong muốn khi mới đến Thượng Hải. Cô bé Lọ Lem đã tỉnh lại từ giấc mơ, nhưng không có hoàng tử, không có xe ngựa, cũng không có giày thủy tinh. Nhưng mà cảm giác tự bước đi trên đôi chân của mình thật là tốt. Rủi rồi. Sao thời gian trôi nhanh dữ vậy? Đêm nay là giao thừa rồi, hay mình cứ xa xỉ một chút, đi taxi về một bữa. Nhưng mà bây, chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi nghĩ đêm nay không có ai đến nên tôi mới ra đây. Tôi không cố tình làm phiền đến chủ tịch, xin lỗi. Đếm ngược kìa. Trước đây mỗi lần đón giao thừa, tôi đều ở đây xem pháo hoa một mình. Cảm giác không chân thật chút nào. Đây là đang nằm mơ sao? Không đúng. Lẽ nào chuyện cổ tích là có thật? Đây mới là phiên bản thực sự của cô bé Lọ Lem. Chủ tịch à, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố tình lên đây xem pháo hoa chung với anh đâu. Tôi cũng không cố ý xâm phạm không gian riêng tư của anh. Cho tôi xin lỗi chủ tịch. Bây giờ tôi sẽ đi liền. Nhưng nơi này đã không còn thuộc về riêng tôi nữa rồi.
Đây là giấc mơ kỳ lạ gì vậy trời? Mình được đón giao thừa với chủ tịch sao? Không đúng. Rõ ràng là hồi nãy ý định của chủ tịch là muốn kẹp chết mình, không phải là muốn ôm mình. Tiếng Sam Sam, mày mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Chủ tịch cũng giống như pháo hoa khi nãy, rất đẹp nhưng mà lại ở rất xa. Pháo hoa nhìn thì rất rực rỡ, nếu thích bạn có thể chọn ngắm đó. Nhưng nếu chọn ngắm pháo hoa rồi thì sau này sẽ thất vọng vì chỉ rực rỡ một chút. Hết rồi, sẽ chẳng còn lại gì nữa. Ôi, mày tỉnh lại đi. Tôi đưa cô về, gặp ở cổng chính. Những lúc đứng trước đối thủ thì càng phải bình tĩnh. Những đôi tình nhân này có thể giữ ý tứ một chút được không? Người ta có một câu rất hay, càng quen hạnh phúc càng sớm kết thúc. Chủ tịch à, tôi đến nơi rồi. Vậy tôi lên nhà trước nha. Khoan đã. Cầm lấy đi. Cảm ơn chủ tịch. Bên ngoài lạnh lắm, cô lên nhà nhanh đi, đừng để cho quà bị hư đó. Tết Nguyên đáng vui vẻ. Cô là heo hả? Không còn sớm nữa rồi, cô nghỉ ngơi đi. Như vậy là coi như cô đã đồng ý. Sam Sam, cậu bị làm sao vậy? Sam Sam à, cậu sao vậy? Hình như là chủ tịch đang theo đuổi mình. Lại đây, lại đây nhanh lên. Không có sốt. Cậu ấy là cung song ngư có đúng không? Không phải. Bạn yêu à, cậu lấy đâu ra cái tự tin đó vậy? Hình như chủ tịch đang theo đuổi mình hả? Có đang mơ không vậy? Không. Nếu không phải á thì chắc là cậu suy nghĩ diễn dông, và cũng không phải cậu nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên mình rất tiếc phải nói với cậu rằng từ chức đi, vì chủ tịch của cậu là một tên biến thái. Lục Song Nghi à, nếu như là cậu muốn khuyên mình thì cũng đừng nói khó nghe như vậy chứ. Khó nghe cái gì chứ, mình nói đúng chứ có sai đâu.
anh ta thân là chủ tịch của tập đoàn Phong Đằng lại theo đuổi một người như cậu hả? Sau đó lại cưới cậu về làm bà Phong. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà. Công tử thì quen ăn thịt cá nhiều rồi, nên muốn nếm thử mùi vị của cháo trắng là cậu đó. Mình nói cho cậu nghe nha, những ai có địa vị đều là những người theo chủ nghĩa ăn thịt. Chủ tịch của cậu cũng vậy, anh ta sẽ biến mất. Lúc đó đến một mảnh vụn cũng không còn. Mình cảnh báo cậu rồi, đừng có ở đó mà mơ mộng nữa. Cậu đã nhìn thấy cháo trắng đáng yêu như mình bao giờ chưa? Bởi vậy thì người ta mới thích cậu đó. Cứ ở đó mà mơ hoài à. Hơn nữa công ty của các cậu không phải vừa ra quy định cấm yêu đương gì đó hay sao hả? Không thấy mâu thuẫn hả? Mình nói cho cậu nghe, tình yêu công sở chia tay rồi sẽ không vui vẻ đâu. Người chịu thiệt hầu như là phụ nữ đó. Người xưa có câu, đàn ông đắm chìm trong tình yêu vẫn có thể dứt ra, phụ nữ chìm đắm trong tình yêu không thể dứt ra. Có hiểu không? Hết thuốc chữa rồi. Như vậy nè, cậu là một trợ lý bé nhỏ. Nếu đối tượng yêu đương của cậu là chủ tịch thì kết cục chỉ có một, đó chính là đau khổ. Mình khuyên cậu, cách tốt nhất bây giờ là nên chạy trước. Hả? Nãy giờ cậu không hiểu cái gì hết hả? Ý của cậu muốn nói là cậu sợ chủ tịch quốc ngựa truy phong chứ gì? Mình thấy cách nói này kỳ cục quá. Sam Sam à, không phải là cậu từng nói cậu sẽ không yêu thầm ai nữa hay sao? Liệu liệu à, cậu thương tình người ta chỉ bằng một câu nói. Không được, không thể để chủ tịch vừa quay lại đã ảnh hưởng đến bước ngoặt cuộc đời mình. Nếu anh nghĩ dùng Mỹ Nam Kế có thể khiến tôi tiếp tục làm nhân viên gấp thức ăn thì anh xem thường Tiết Sam Sam này quá. Tôi sẽ không bị bắt lừa đâu. Không hổ danh là nhà tư bản lớn, lại sử dụng thủ đoạn vừa đấm vừa xoa chuyên nghiệp như vậy. Giờ không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Như vậy coi như là cô đã đồng ý. Chủ tịch đúng là thủ đoạn khôn lường, vừa đấm vừa xoa lại còn dùng chiêu Mỹ Nam Kế. Tệ hại là mình lại trúng kế rồi. Không thể để lời nói ngọt ngào này đánh bại được. Ngày mai mình sẽ trả quà. Tí Sam Sam mày phải bình tĩnh. Nếu như cứ đem quà trả lại cho chủ tịch như vậy, mình có thất lễ quá không ta? Quà tặng rồi như chén nước đã đổ đi, làm sao mà trả lại? Chủ tịch có giận mình không ta? Cùng lắm là ngày nào mình cũng làm thêm giờ thôi, như vậy là được rồi chứ gì. Eo mấy chữ cái này chữ nào mình cũng biết, nhưng đứng cạnh nhau thì ý nghĩa là gì vậy? Là tiếng Pháp sao? Số trời đã định mình phải trả lại quà cho chủ tịch sao? Không được, chỉ đơn giản tặng quà cho người ta thì làm sao gọi là yêu chứ. Mình phải ghi lại mấy chữ này, ngày mai hỏi Linda mới được. Sam, cô đến tìm chủ tịch ăn cơm hả? Không phải, không phải. Tôi đến tìm cô để hỏi chút gì. Tìm tôi sao? Chuyện là bạn tôi ở nước ngoài về tặng cho tôi một món quà, nhưng trên đó viết gì tôi cũng không hiểu. Vì vậy tôi muốn nhờ cô dịch giùm tôi. À, thì ra là nhãn hiệu mỹ phẩm này. Hồi tôi ở Mỹ cũng đã từng dùng, trong nước không có bán đâu. Quả nhiên là hàng cao cấp. Nếu nói đây là chủ tịch tặng, nhất định mọi người sẽ đồn ầm lên. Đúng vậy, đúng vậy. Bạn của tôi thật tuyệt vời, ra nước ngoài còn mua quà tặng cho tôi nữa đó. Trong này viết đây là
Sam Sam à, chữ viết trên này là tiếng Pháp. Tiếng Pháp của chủ tịch rất tốt. Tiếng Sam Sam, tôi tuyển thư ký là để làm việc cho công ty. Vào trong ăn cơm. Ăn cơm chùa thì phải quét lá đa, xài đồ chùa thì phải làm quần quật. Mình vừa ăn vừa xài mà không làm gì hết, có vẻ như rất là vô ơn. Tin tôi đi mà, trong nước không có đâu. Nhãn hiệu này rất là nổi tiếng đó. Nhưng mà nếu không từ chối bây giờ thì tương lai vẫn phải tiếp tục ăn. Nó không chừng phải tiếp tục nhận. Cứ lặp lại như vậy, chẳng phải mình tự nhân viên lựa thức ăn biến thành nô lệ của chủ tịch sao? Không được, thà là kẻ tiểu nhân cũng quyết không làm nô lệ. Đầu tiên là vấn đề nhân cách, nhưng sau đó là vấn đề cả cuộc đời mình. Không hiểu sao không tra từ điển. Cô đem đến công ty không thấy mất mặt sao, lại còn hỏi người khác nữa. Không hiểu tiếng Pháp là rất xấu hổ sao? Quên tra từ điển là mất mặt hả? Tôi chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ bé. Làm ơn đi chủ tịch, đừng lấy những tiêu chuẩn cao siêu áp đặt lên tôi có được không? Với lại mất mặt cũng là tôi mất mặt, liên quan gì đến anh? Lại đây. Trước tiên đây là serum làm mềm da, thu hẹp lỗ chân lông. Thứ hai là thành phần. Thứ ba là được chiết xuất từ trà xanh. Thứ tư là glycerol. Và cuối cùng là những thành phần thiên nhiên. Cô hiểu chưa? Hả? Tôi thật không hiểu nổi tại sao bộ phận nhân sự tuyển cô vào đây nữa. Phải đó, phải đó. Anh cứ tiếp tục sỉ nhục năng lực của tôi đi. Chứng tỏ tôi chỉ có thể làm công việc lựa thức ăn thôi. Tại sao mình lại cảm thấy dáng vẻ cúi đầu viết chữ của chủ tịch lúc này thật là dễ thương? Rõ ràng là anh ấy đang bực mình mà. Không được, không được, không được. Nhất định là mình bị mê hoặc rồi. Sao lại có cảm giác sai trái này chứ? Xong rồi đó. Giờ sao ta? Ăn cơm. Chủ tịch à, vì để nâng cao trình độ năng lực, đặc biệt là phục vụ công ty tốt hơn trong tương lai, tôi sẽ thi bằng CPA. Cho nên buổi trưa tôi phải ôn tập thật là chăm chỉ. Vì vậy buổi trưa tôi sẽ không thể lựa thức ăn được nữa. Cô thấy phòng làm việc quá ồn sao? Vậy thì bắt đầu từ ngày mai ôn tập ở chỗ của tôi. Tiếc Sam Sam ơi là tiếc Sam Sam. Với chỉ số thông minh của mày, cũng chỉ làm người lựa thức ăn mà thôi. Mày lại nói với chủ tịch là mày muốn thi bằng CPA. Đây không phải là mày đang ép bản thân đi vào đường chết hay sao hả? À, tôi rất vui mừng vì các bạn phóng viên đã dành thời gian có mặt đông đủ tại đây và cùng với chúng tôi chứng kiến thời khắc đặc biệt quan trọng nhất của cuộc đời mình.
là chương trình tin tức buổi trưa. Hóa ra cô Nguyên Lệ Trữ đây chính là đối tượng mà ngài Tưởng Liêm đã theo đuổi và ngưỡng mộ. Đồng thời cô ấy cũng là bà chủ của hiệu sách mang tên Lệ, vô cùng nổi tiếng tại Bắc Kinh. Hiện tại cô ấy đã mở một chi nhánh ở Thượng Hải. Có thể nói cô ấy chính là một cô gái vô cùng ưu tú. Vậy chúng ta hãy cùng theo ống kính máy quay để coi hiện trường sôi nổi thế nào ha. Hy vọng một lát nữa tôi cầu hôn cô Nguyên Lệ Trữ, cô ấy sẽ bấm đèn và quay người lại. Cô Nguyên Lệ Trữ có phải chính là người chị em tốt từ nhỏ mà Phong Nguyệt nhắc đến không? Còn được MC nổi tiếng cầu hôn nữa. Quả nhiên những người có thể làm bà chủ đều không hề đơn giản. Lệ Trữ à, anh yêu em, làm vợ anh nha. Sao tự nhiên mình lại nghĩ đến chủ tịch? Lấy đi, lấy đi, đồng ý 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 đi. Tiệm sách Lệ vừa mới khai trương không lâu. Cảm ơn anh đã đưa nhiều phóng viên tới đây cùng với các bạn bè đến ủng hộ. Vậy là sao? Vậy là có đồng ý hay không? Không biết đâu. Anh Tưởng à, chiêu bia này hiệu quả rất lớn đó. Lệ Trữ à, anh đã tốn biết bao tâm sức để tạo nên cảnh tượng như vậy để thực hiện thành ý của anh. Vì vậy em đừng lẩn tránh. Anh vẫn đang quỳ đây. Anh Tưởng à, xin lỗi nha. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Sao vậy? Là tự chối hả? Sao lại tự chối chứ? Anh đã đồng ý rồi mà. Trời ơi, sao lại vậy vậy chứ? Quỳ xuống luôn. Tại sao em cứ luôn tìm mọi lý do để từ chối anh vậy? Em nói em đã thích một người rồi, nhưng anh biết em vốn dĩ không hề có bạn trai. Anh ngàn dặm xa xôi từ Bắc Kinh tới đây và sắp xếp cảnh tượng này, em còn chưa mãn nguyện hay sao? Tôi không bắt anh phải làm những chuyện này. Xem như anh cầu xin em có được không? Tốt xấu gì anh cũng là người có danh tiếng. Em nói trước mặt nhiều phóng viên như vậy anh còn mặt mũi gì nữa? Em đồng ý đi. Đây không phải là vấn đề thể diện. Nếu như anh để tới thể diện như vậy thì trước khi làm một việc gì đó, lẽ ra anh nên nghĩ cho kỹ. Sao em có thể nói như vậy được chứ? Danh tiếng của anh em cũng có thể thấy được mà. Nếu như con người đã không hợp thì trong hay ngoài gì cũng không hợp. Anh đã hiểu rồi chứ? Cậu đừng có cười nữa. Mình muốn độn thổ luôn rồi đây nè. Thật ra mình thấy cũng tốt mà. Hay, lúc đầu mình còn tưởng là đám phóng viên đó là do cậu bỏ tiền ra thuê để tạo thân thế cho tiệm sách của mình chứ. Nhưng mà nói cho mình biết đi, cậu với anh chàng MC đó rốt cuộc là như thế nào hả?
lúc mình mở hiệu sách ở Bắc Kinh, anh ta là một khách VIP của hiệu sách. Anh ta đã giúp mình quảng cáo cho hiệu sách rất là nhiều. Còn người thì rất tốt, cũng rất khách khí nữa. Mình đối với anh ta rất bình thường. Người ta là MC nổi tiếng đó nha. Lúc nãy mình đã lên mạng kiểm tra rồi. Học lực, bối cảnh và kinh nghiệm đều rất là tốt. Tuy rằng hình thức cầu hôn có một chút quê mùa, nhưng mà thử suy nghĩ lại đi. Nếu như cậu đã thấy anh ta tốt như vậy thì cậu đến với anh ta thử xem. Nè Nguyên Lệ Trữ à, cậu nói như vậy mà không thấy có lỗi với anh Ngôn Thanh sao? Đáng ghét. Mình đang nói rất nghiêm túc. Mình cũng nói rất là nghiêm túc đó. Hiệu sách mình ở Bắc Kinh vừa mới tìm được người quản lý thay cho mình. Lần này mình trở về Thượng Hải còn có nhiều việc phải làm nữa, không có thời gian đâu. Công việc với lấy chồng hoặc là bạn trai có thể sắp xếp toàn vẹn mà. Mình làm gì có tâm tư mà nghĩ tới. Hiệu sách ở Bắc Kinh vừa mới mở, mình còn phải chuẩn bị và làm cho ra hồn một chút. Cậu nói xem ở Thượng Hải này Phong Đằng là nhân vật cỡ nào chứ. Nếu như mình không làm tốt, lỡ sập tiệm thì tính sao đây? Lúc đầu đó, để cậu vào công ty giúp cho anh trai mình thì cậu không đồng ý. Bây giờ thì sao chứ, ép bản thân mình căng thẳng như vậy. Khi nào thì cậu mới lấy chồng đây? Lúc đó đổ thừa cho họ Phong nhà mình, mình không biết đâu. Hai, lúc đầu thì mình còn tưởng là cậu đang suy nghĩ cho mình. Nói cả nửa ngày quá ra là cậu sợ bản thân có cảm giác hổ thẹn. Thật tình mà nói thì mình không phải là không muốn lấy chồng, mà người mình muốn lấy sẽ hù cho cậu chết. Hey, được thôi, được thôi, được thôi. Nói người đó tới hù chết mình đi nè. Nãy giờ mà bọn họ vẫn chưa chịu đi nữa. Hay là gọi điện thoại cho anh trai mình nhé. Nè đừng mà. Cậu muốn mọi chuyện lớn thêm nữa hả? Mình vừa mới trở về Thượng Hải, không muốn bị anh ấy la cho một trận đâu. Cậu nói cậu không sợ trời không sợ đất, tại sao lại sợ anh trai của mình chứ? Cậu không sợ sao? Mình á hả? Chỉ sợ một chút thôi. Mình cũng chỉ sợ một chút xíu thôi mà. Anh muốn la thì la đi. Nhanh một chút nha. Anh Phong đang tìm tôi, có chuyện gì vậy? Mời anh ngồi. Tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Bị một người mình ghét thích mình còn tệ hơn rất nhiều so với việc thích một người không quan tâm đến mình. Anh có hiểu ý của tôi không? Cách cầu hôn của anh vừa rồi là áp đặt người khác yêu là vậy sao? Đó chỉ là quấy rối. Con cá nó cũng có niềm vui riêng của nó. Với lại đây là chuyện riêng của Lệ Trữ. Đúng. Thứ nhất, không biết cá có vui vẻ hay không, nhưng tôi biết là cô ấy không vui. Thứ hai, chuyện của Lệ Trữ cũng là chuyện của tôi. Lệ Trữ? Hả? Thật ra chuyện của em đều do anh ấy quản. Không lẽ anh Phong Đằng đây chính là người mà em thích sao? Chuyện này anh không cần biết. Quan trọng là rõ ràng cô ấy đã từ chối anh. Tôi hy vọng từ nay trở đi anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Anh Phong Đằng à, làm sao anh có thể biết được trong lòng Lệ Trữ để ý tới anh chứ? Không lẽ anh cũng để ý tới cô ấy sao? Tôi là người thân nhất của cô ấy. Tôi là anh trai cô ấy. Lệ Trữ à, trước giờ anh chưa từng nghe là em có anh trai đó. Bây giờ thì anh đã nghe rồi. Cho hai chai Rio. Dạ. À, một chai Oranlevo, một chai Luro, trong đó một chai ướp lạnh. Dạ có nghe. Ừ. Anh đừng nhìn em như vậy mà. Em xin lỗi, bởi vì vừa xuống máy bay đã phiền tới anh rồi. Không sao đâu, người anh trai này đã quen rồi.
Chào mừng em đã trở về. Lúc nãy anh chàng đó nói em đã thích người khác rồi. Chỉ là do em biện hộ thôi. Hay đó cũng chính là sự thật. Em bao nhiêu tuổi rồi? Nếu như em có thích một ai đó cũng rất bình thường mà. Vậy thì tại sao em không tỏ tình với người ta luôn đi? Vì có thể là người ta không biết em thích người ta. Nếu mà em mở lời trước, vậy không phải là rất mất mặt sao? Em là con gái mà. Em nói như vậy làm anh thấy tò mò quá. Ai mà có thể không để ý đến lệ trữ của chúng ta được chứ. Em qua đây, qua đây. Nói cho anh biết trước có được không? Anh đừng bận tâm nữa mà. Nếu em có đánh giá đàn ông thì cũng lấy anh làm tiêu chuẩn thước đo. Nguyên lệ trữ, trên thế giới này chỉ có một Phong Đằng mà thôi. Tiêu chuẩn của em cao như vậy, không sợ là sẽ bị ế suốt đời sao? Thiệt tình, nếu mà em thực sự không lấy được chồng, Em sẽ bám lấy anh, để anh nuôi em suốt đời. Ok. Cạn ly. Những thứ này là gì vậy? Tài liệu ôn thi CPA. Hả? Cuối cùng mình cũng hiểu cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông rồi. Cô đang ôm cái gì vậy? Hả? Đây là tài liệu ôn thi CPA. Chọn sách mà cũng không biết chọn thì làm sao thi đậu được? Chuyện đó chủ tịch à, tôi quyết định rồi. Vô công bất thụ lộc, tôi không thể dùng không mỹ phẩm của anh được. Cho nên tôi quyết định sẽ trừ vào lương tăng ca của tôi. Hả? Cô đã dùng mỹ phẩm rồi sao? Rồi. Đúng là đã dùng rồi. Tốt lắm. Cô hãy xem mấy cuốn sách mà Linda đã chuẩn bị. Sau này cứ nửa tháng kiểm tra một lần. Hả? Kiểm tra? Tại sao lại phải kiểm tra chứ? Kiểm tra? Anh đang đùa hả? Không kiểm tra thì làm sao tiến bộ? Nhưng mà tôi còn phải đi làm nữa. Vậy thì thứ bảy đến đây. Nhưng mà thứ bảy được nghỉ ở nhà mà, không phải sao? Tôi có nói cô đến đây làm việc đâu. Tôi kêu cô đến để kiểm tra. Tôi nhớ là có người từng nói với tôi, phải nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công ty được tốt hơn. Dạ đúng. Nhưng mà thi một môn, hai môn, ba môn, tôi không thể nào thi một lúc năm môn được đâu chủ tịch ạ. Một năm nữa mới tới ngày thi mà, thời gian còn rất dài. Quá ra anh ta còn biết khi nào mình thi nữa. Ghê gớm thiệt, có cần thiết phải như vậy không? Với lại tôi có cách giúp cho cô thi đậu. Nhưng đó là cách gì vậy? Chỉ một câu thôi. Là câu gì? Cô thi không đậu thì trừ tiền lương. Trừ tiền lương hả? Đừng có trừ tiền lương của tôi mà. Tiết Sam Sam, qua đọc sách đi. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ trừ tiền thưởng cuối năm.
tiền thưởng cuối năm, trừ tiền luôn. Cuối cùng mình cũng hiểu được một chân lý, đó chính là đấu giá trời trời yên biển lặng, đấu giá đất chân cứng đá mềm, nhưng đấu giá chủ tịch thì đúng là ngu không gì bằng mà. Vừa mới bước qua năm mới, sao cuộc đời của mình lại bi thảm như vậy chứ? Không những phải tiếp tục lựa thức ăn, lại còn thường xuyên phải gặp mặt chủ tịch và đối diện với nguy cơ bị kiệt sức. Đã vậy còn làm bạn thiếu sách nữa. Tuy rằng mình muốn dừng chuyện yêu thầm, nhưng cũng không muốn cắt đứt với thế giới này đâu. Cho anh thịt nè. Rau nè. Nhưng mà em thích ăn gì? Nếu vậy thì em sẽ cho anh một sợi mì. Ngon không? Đút cho em ăn đi. Không phải. Phải vậy nè. Cái này của anh mà. Em massage cho em nha. Nhổ chưa? Chết cá mẹ. Em Vậy là mình chỉ vì mấy lọ kem dưỡng da mà hiểu lầm là chủ tịch có tình ý với mình. Như vậy vừa là coi thường chính mình, lại vừa coi thường cả chủ tịch nữa. Đàn ông mà đã thích phụ nữ, tuy rằng không cần phô trương giống như là Tưởng Liêm, nhưng ít ra cũng phải tặng hoa tặng nhẫn chứ. Cái đống sách báo này và kem dưỡng da nữa là thế nào vậy ta? Có lẽ là chủ tịch đã điều tra về trình độ học vấn của mình rồi, nên cũng ngại đuổi mình đi. Do đó anh ấy mới giúp mình nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa cả hai. Cùng lắm thì chỉ vì giữ thể diện cho tập đoàn Phong Đằng mà thôi. Mình cảm thấy sau mấy hôm thoa kem dưỡng da ban đêm, da mặt của mình thực sự là mềm mại. Nói đi nói lại, thực ra thì nhan sắc của mình cũng đâu có đến mức độ quá tệ. Vậy mà sao chẳng có ai thèm để ý tới mình vậy? Rõ ràng là trong công ty cũng đâu phải là không có đàn ông. Nếu như có người theo đuổi mình. Ây da, chủ tịch à, sao anh lại có thể chui vào bếp rửa chén được vậy? Đừng có nghịch nữa mà. Tại sao mình lại nghĩ đến chủ tịch vậy? Thật đáng sợ, thật đáng sợ mà. Đợi sau khi thi xong chứng chỉ CPA, mình nhất định phải nhanh tìm ra một người đàn ông. Không thể cả ngày nghĩ ngợi lung tung như vậy được. Sớm muộn gì cũng sẽ phát điên mất thôi. Chào Sam Sam. Chào buổi sáng hả mày? Chào buổi sáng. Nè, cô tham khảo cái này chút đi. Hả? Đây là cái gì vậy? Là lịch trình của chuyến đi đó. Cô không biết hả? Mỗi năm nhân viên của Phong Đằng đều được công ty cho đi du lịch một lần. Ờ, năm nay cũng đi nữa hả? Đúng vậy. Năm nay đáng lẽ văn phòng chủ tịch sẽ được đi chung với phòng nhân sự và phòng nghiên cứu phát triển, nhưng anh ấy nói là không muốn đi cùng, cho nên đã quyết định đi chung với phòng tài vụ. Sam Sam à, chúng ta có thể đi du lịch với nhau rồi. Chủ tịch cũng sẽ đi. Vậy thì các người được đi du lịch rồi. Còn tôi thì khác nào nô lệ. Ngoài việc lo ăn uống lại còn phải kiêm thêm quân giác. Các người được đi chơi, còn tôi mà đi thì thật khốn khổ. À Mỹ à, hình như chuyến du lịch này chỉ dành cho nhân viên có ít nhất một năm công tác. Những ai chưa làm đủ một năm thì có thể đóng tiền để đi mà. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hiện tại ngân quỹ của tôi đang eo hẹp, không thể xài thêm tiền. Cho nên mọi người cứ đi đi, đừng rủ tôi. Chơi vui vẻ nha. Tốt quá rồi, tự nhiên là có được một ngày thứ bảy ở nhà ngủ nướng.
Nhưng mà chủ tịch đã đóng tiền giùm cô rồi. Hả? Cho nên Sam Sam à, 7 giờ sáng thứ bảy gặp nhau nha. Tạm biệt. Các cô biết tin gì chưa? Năm nay chủ tịch sẽ đi du lịch chung với phòng tài vụ của chúng ta đó. Có thật không vậy? Không phải từ trước đến nay chủ tịch không thích tham gia mấy hoạt động kiểu này sao? Sao lần này lại nhiệt tình quá như vậy chứ? Chẳng lẽ là mượn việc này làm việc khác sao? Vậy thì là do cái bóng của IQ quá lớn mà nhờ phúc của người đó, cho nên chúng ta mới có thể rút ngắn được khoảng cách với chủ tịch đó. Đúng rồi, cô cũng chưa làm đủ một năm phải không ai dây? Chưa làm đủ một năm thì sao chứ? Cho dù có phải đóng thêm tiền tôi cũng sẽ đi, bởi vì chủ tịch cũng đi mà. Tôi vào đây làm cũng khá lâu rồi, vậy mà cũng chả gặp được chủ tịch. Lần nào cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi à. Đừng nói tới cô, ngay cả chúng tôi cũng vậy mà thôi. Đâu có được như Sam Sam cứ bước thẳng lên thiên đường, ngày nào cũng đi lại trước mặt thánh địa như vậy chứ, đúng không? À, thôi chúng ta xem cái này đi. Thì ra tất cả mọi người đều nghĩ mình như vậy. Được đó chứ. Xem ra mình đúng là sống trong bể khổ mà vẫn được coi là có phúc. Vui thiệt đó. Chỉ có mỗi mình biết chủ tịch muốn đi du lịch với mình chắc chắn là vì sợ bên ngoài sẽ có đồ ăn mà anh ta không được, cho nên anh ta mới cần đến cái đứa như mình giúp anh ta chọn lựa thức ăn mọi lúc mọi nơi. Đúng rồi, đúng rồi. Chủ tịch à, có chuyện này. Cô thích món nào tôi cho cô đó. Không phải, thật ra về chuyến du lịch dành cho nhân viên. Chuyến du lịch dành cho nhân viên thì sao? Chuyến du lịch đó tôi không có muốn đi. Ồ, cô không muốn đi sao? Trời ơi, mình đã nói ra rồi. Có phải cô muốn ở lại để chuẩn bị kiểm tra không? Kiểm tra hả? Chủ tịch à, có thể đi du lịch với anh là niềm vinh hạnh của tôi. Tôi nhất định sẽ không đến trễ đâu. Giờ tập trung với ông ta, vậy mình sẽ cố tình đến muộn thêm nửa tiếng. Để đến 7 giờ rưỡi thậm chí là 8 giờ mới xuất hiện, cả một tập thể chắc chắn sẽ không đợi mình đâu. Mọi người chắc đã lên xe và đi rồi. Mình sẽ đổ lỗi cho giao thông ở Thượng Hải là được. Chuyện đó là do nguyên nhân khách quan chứ không phải là do mình muốn vậy. Sau đó mình chỉ cần đến chỗ chú bảo vệ điểm danh là xong. Tôi chỉ bị tắt đường có nửa tiếng đồng hồ thôi mà mọi người lại đi hết rồi. Sao số tôi lại may mắn đến như vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, tôi lại đến trễ nữa rồi. Chuyến du lịch dành cho nhân viên của tôi, cuộc đời tôi sao mà bi thảm vậy nè. Chuyến du lịch của tôi đã chờ đợi bao lâu nay. Trời ơi, chuyến du lịch của tôi, mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn một mình tôi ở lại thôi. Một mình tôi ở lại thôi. Tiếp Sam Sam. Trời ơi Sam Sam à, sao cô còn đứng ở đây vậy chứ? Mọi người đã đợi cô hơn cả tiếng rồi đó. Nhưng mà thôi được rồi, đừng nói nữa. Lên xe đi nhanh lên, mọi người đang đợi cô đó. Không phải là mọi người đã đi hết rồi sao? Nè nhanh lên, tôi sẽ trễ mà. Nhanh lên. Nè nè, Sam Sam tới rồi. Dạ xin chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Sao vậy, vô chỗ ngồi đi. Ngồi bên đây nè. Cô còn đứng đó làm gì nữa? Ở đây hả? Xin chào buổi sáng thưa chủ tịch. Xin chào. Hết sáng rồi. Không lẽ chủ tịch cũng đợi mình cả tiếng đồng hồ hay sao? Chủ tịch à, không phải
Anh đã nói xe xuất phát lúc 7 giờ sao? Cô nghe nhầm rồi. Tôi đâu có nghe nhầm. Nếu đây là 7 giờ vậy tại sao 8 giờ cô mới đến? Tí Sam Sam, mày đúng là đồ ngốc mà. Hỏi như vậy không khác nào đang tự khai là mày đã cố ý đến trễ. Thực ra mình định nói rằng 7 giờ tập trung, mà tại sao mọi người vẫn còn chưa đi nữa? Đúng rồi đó chủ tịch, anh nói rất đúng. Là 8 giờ tập trung, tôi nhớ lầm rồi. Tôi nhớ lầm rồi. Ami, rốt cuộc thì mấy giờ tập trung để đi vậy? Không phải là 7 giờ sao? Đúng ra là 7 giờ, nhưng mà sau đó chủ tịch nói là sớm quá nên sửa lại thành 8 giờ đó. Cô không biết liền hả? Làm sao mà tôi biết được chứ? Đâu có ai nói cho tôi biết. Lỗi tại mình, tất cả là lỗi tại mình, lỗi tại mình. Đúng là vỏ quýt dài gặp móng tay nhọn mà. Sam Sam đến trễ vẫn không nằm ngoài dự tính của Phong Đằng. Chủ tịch à, sao anh lại có thể đeo cái ba lô này được chứ? Để tôi mang giúp anh nha. Tôi còn phải đi vệ sinh nữa đó. À, việc này à, không sao hết. Cứ để tôi mang giúp anh cho. Không phải vác đồ trên lưng làm tôi thấy không giống đi du lịch. Để tôi mang giúp anh cho. Nè. Để tôi đeo cho, không sao đâu mà. Cô gái đó là ai vậy? À, mình đã nói với cậu trên đường rồi còn gì. Chính là người đã hiến máu cho mình, tên là Tiết Sam Sam. Cậu nói với mình rằng cô ấy khá đặc biệt, nhưng mình lại cảm thấy thật bình thường. Đặc biệt ở chỗ nào vậy? Anh trai mình thích cô ấy, cực kỳ thích luôn. À, vẫn còn thấy khó chịu hả? Đi thôi. Lệ trữ. Anh à. Cô Phong Nguyệt, cô cũng đến đây sao? Vì chồng tôi đi công tác rồi, anh ấy đưa người ở phòng đầu tư đến Hải Nam. Chẳng mấy khi anh trai chọn điểm du lịch gần nên tôi rủ bạn thân của mình là Lệ Trữ đến đây chơi đó. Đi thôi, đứng đi hoài làm gì? Đi thôi. Cô Phong à, cô Lệ Trữ là bạn thân của cô đúng không? Cô ấy là chủ cửa hiệu sách Lệ hả? À, sao cô biết vậy? Hôm đó lúc tôi đi ngang qua hiệu sách Lệ đã trông thấy một MC nổi tiếng đang cầu hôn cô ấy. Anh ta có vẻ rất nhiệt tình và còn có rất nhiều phóng viên ở đó nữa. Cô đã biết hết rồi sao? Đâu phải cô gái nào cũng bị danh lợi chi phối, có phải không? Thật ra thì từ nhỏ Lệ Trữ đã lớn lên cùng tôi và anh trai. Chúng tôi là chị em cực kỳ thân thiết. Còn với anh trai tôi thì giống như là anh em vậy đó. Đúng là anh em của chủ tịch có khác ha. Mình ra kia một chút nha. À. Anh trai tôi nói cô đeo ba lô giùm ảnh hả? Ờ, không phải không phải. Đây là do tôi chủ động mang giúp cho anh ấy. Anh ấy không phản ứng gì sao? Ôi trời ơi, trước giờ anh ấy ghét nhất là người khác đụng vào đồ đạc của anh ấy. Anh ấy không nổi giận sao? Hả? Ờ, là do tôi giành lấy đó. Tôi dùng hết sức để giành lấy. Làm sao đây? Cô sợ anh ấy hả? Chẳng lẽ anh ấy không có... Không có gì chứ. Cô đừng có nói là anh ấy muốn đuổi việc tôi nha. Không đối xử tốt với cô một chút nào sao? Tôi sẽ nhắc nhở anh ấy. Không cần, không cần đâu cô Phong Nguyệt à. Chuyện này không cần cô phải đích thân nói đâu. Chủ tịch bận rộn như vậy thì có thời gian rảnh đâu mà lo việc của tôi chứ. Nếu cô nói điều gì khiến anh ấy không vui, ngoài việc lựa thức ăn, đeo ba lô ra, có khi còn bị bắt đi lao dài, tắm lưng nữa. Sam Sam à, nghe tôi nói nè. Hạnh phúc lớn nhất của một người phụ nữ là tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương mình. Công việc tuy rất quan trọng, nhưng trên đời này còn rất nhiều thứ còn quan trọng hơn công việc nữa. Có hiểu không? Tôi sẽ cố gắng. Vậy thì cố lên. Cố lên. Thì ra là anh thích kiểu con gái như vậy đó. Sao anh không giới thiệu cho em biết gì hết? Không phải hai người đã từng gặp mặt rồi sao? Nên hôm nay không phải là anh rủ em đi chơi, mà là nhờ sự trợ giúp của người thần để kiểm tra bạn gái, có phải không?
Anh với cô ấy vẫn chưa chính thức hẹn hò với nhau. Nếu như phải kiểm tra cô ấy thì em cảm thấy cô ấy hình như cũng được. Cô ấy không chỉ cũng được như em nói đâu. Em không cảm thấy tình cảm của anh và cô ấy không liên quan đến hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm và trình độ học thức hay sao? Anh lo kiếm tiền bên ngoài, còn cô ấy cứ ở nhà cũng được không sao? Chỉ cần vậy là hạnh phúc rồi. Anh suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần vậy thôi. Nhìn cô ta cũng khá là hiểu chuyện và rất là dễ mến nữa. Mà sao lại để cho người ta cầm đồ cho mình, cứ như là người hầu vậy, không đau lòng sao? Em không hiểu hết đâu. Cô ấy đang cố giữ công việc của chính mình thôi, chứ không phải vì quan tâm anh đâu. Mình đua nha. Được thôi. Sam Sam, nhanh lên. Chẳng lẽ anh không bằng em hay sao? Ủa, Sam Sam vẫn chưa quay lại hả? Có nhìn thấy cô ấy không? Là mấy giờ rồi? Anh à, anh có nhìn thấy Sam Sam không? Cô ấy vẫn chưa quay lại sao? Không thấy ở đây. Mọi người có nhìn thấy Sam Sam không vậy? Không có. Hay để em gọi điện thoại. Cô ta không bắt máy. Không lẽ cô ta xảy ra chuyện gì sao? Sam 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 à. Sam 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 Sam
mệt à. Cô bị sao vậy? Tôi bị trọt khớp rồi. Đau quá. Thật là đau quá đi. Không cử động được giờ làm sao? Để tôi cõng cô. Chủ tịch à, hay là anh cho tôi xuống đây đi, tự tôi đi được mà. Anh càng vất vả bao nhiêu, tôi thấy mình càng đáng bị cười nhạo bấy nhiêu. Cười nhạo cô thì đã sao? Cười là gì cô không biết lượng sức mình. Sao cô lại có thể bất cẩn vậy chứ? Tiếc Sam Sam, anh xin lỗi. Sam Sam à, anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Sai lầm gì vậy? Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Anh sẽ làm tất cả vì em. Nghĩa là sao vậy? Mấy câu này không giống như lời ông chủ nói với nhân viên của mình. Nó giống như lời của Bạch Mã Hoàng tử nói với công chúa trong câu chuyện cổ tích thì đúng không? Ngoài bị giãn dây chằng chân và vết bầm tím, còn lại thì rất bình thường, không vấn đề gì. Bác sĩ à, cho tôi hỏi, bị giãn dây chằng chân là bị trật chân đó. Bao lâu thì lành vậy? Nếu nghỉ ngơi thật tốt cũng mất khoảng một tuần. Hôm nay cô Tiết có thể xuất viện được rồi. Hoặc có thể ở lại bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày cũng được. Hả? Tôi muốn về nhà. Về nhà? Bệnh viện này viện phí một ngày chắc là rất tốn kém. Chỉ cần về nhà mua vài miếng cao dán vào và nằm nghỉ là xong. Chứ chi mấy khoản viện phí đó, đến lúc chân khỏi chắc sạch túi luôn. Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi mời y tá tới làm thủ tục xuất viện nha. Được rồi. Sao lại nhìn mình như vậy chứ? Mình biết việc này có thể tính là tai nạn lao động mà. Giả lại khoản tiền này đối với anh cũng nhỏ thôi. Nhưng mà mình là nhân viên tài vụ, tiết kiệm khoản này cho công ty không phải là tốt hay sao? Cậu làm cho mình sợ gần chết luôn à. Chân của cậu bị sao vậy? Không sao, không sao đâu Liễu Liễu à. Chỉ là bị trượt chân thôi. Chỉ bị trượt chân mà chuyển vô phòng VIP luôn hả? Những chỗ khác là có bị... Là do tôi làm lớn chuyện thôi. Tôi xin lỗi. Vì đã để cô ấy ở lại một mình nên mới xảy ra chuyện như vậy. Công ty các anh bị làm sao vậy hả? Quản lý nhân viên kiểu gì vậy? Nhân viên mà không muốn đi cũng không được. Đi rồi cũng chẳng thèm quan tâm tới sự an nguy của người khác. Chuyến du lịch dành cho nhân viên này là hoạt động tập thể phải không? Sao lại để cho Sam Sam bị bỏ rơi một mình như vậy chứ? Đúng vậy đó. Liễu Liễu à, đừng nói nữa. Đây là chủ tịch của tập đoàn Phong Đăng. Là
là công ty mình đang làm đó. Đây chính là chủ tịch đó. Là món cuối cùng. Là đỉnh cao nhất trong tháp dinh dưỡng. Mà lần trước mình đã nói với cậu đó, chú ý một chút đi, có biết không hả? Lúc nãy thật là ngại quá. Những điều nên nói tôi vẫn phải nói thôi. Đã là chủ tịch, khi tuyển nhân viên thì chắc chắn là biết nhóm máu của Sam Sam nhà chúng tôi khá đặc biệt mà. Hôm nay cũng may là chỉ bị bong gân, nếu như bị chảy máu thì phải làm sao? Em gái của chủ tịch là Cành Giang Lá Ngọc, vậy Sam Sam nhà chúng tôi cũng là viên ngọc quý của nhà họ Tiết chứ bộ. Liễu Liễu. Chủ tịch à, đây là người chị họ của tôi, tên là Tiết Liễu Liễu. Đây là bạn cùng phòng của tôi, tên là Song Nghi. Xin chào. Lúc nãy cô nói không sai, tôi thành thật xin lỗi. Cậu không thấy ngài chủ tịch đây là người có trách nhiệm cho nên mới ở lại để chăm sóc cho cậu ấy hay sao hả? Nè, chị trút giận với ai thì đừng có trút giận với chủ tịch chứ. Lỡ có chuyện gì, sau này cậu ấy phải làm sao hả? Lệ Trữ, sao em lại ở đây? Trịnh Kỳ, xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Tại em quá phấn khích thì đạp xe với Phong Đằng, em không ngờ là cô ấy bị thương. Cô ấy? Em nói Sam Sam hả? Không sao đâu, anh nghe nói chỉ là bị bong gân mà thôi, không phải là chuyện lớn. Em là tại em không tốt. Rõ ràng em biết Phong Đằng là người không kiên nhẫn. Tại sao em cũng không biết tại sao lúc đó em lại muốn thi với anh ấy. Nhưng thực sự em không biết cô ta sẽ lạc đường. Anh nói xem giờ phải làm sao đi. Được rồi hả? Đừng có hoảng loạn như vậy chứ. Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện này là chuyện nhỏ, mà cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Vừa gặp anh em đã hoảng loạn rồi. Lệ Trữ của anh trước giờ đâu phải vậy đâu. Không sao mà. Bàn giao lại với phòng nhân sự như vậy cho tôi. Sao rồi anh? Sam Sam đã đỡ chưa? Tất cả là tại em không tốt. Không sao đâu. Nếu nói về lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Trên kia, chúng ta có thể hoãn lại chuyến đi Hàn Quốc ngày mai có được không? Tôi còn đang định đi sớm hơn. Bên đầu tư SL của Mỹ cũng đang có ý định với KM. Họ đang tích cực qua lại với đối phương đó. Mình đã bảo Ngôn Thanh theo dõi thật kỹ, đợi cậu ngày mai qua đó. Không sao đâu, các anh đi đi. Mọi việc ở nhà em lo. Yên tâm. Cảm ơn em. Từ từ thôi. Từ từ thôi. Có đi được không? Được. Đó. Nè. Chậm thôi. 1, 2, 3. Trời, có sao không? Rồi. Được rồi. Gì ra để ở đây đi. Nhanh lên. Trời, từ từ thôi đó nha. Nhức giả quá đi. Nè, từ từ thôi. Nè. Nhẹ nhẹ thôi. Để lên đây. Từ từ. Cũng may là chân cậu nhỏ đó. Sam, tôi mới hoa quả. Để ở đâu đây? Đưa cho tôi đi. Cô Nguyên à, cô đã chạy đi chạy lại cả ngày rồi, chắc cô mệt lắm. Cô mau về nhà nghỉ đi. Tôi không sao. Bình thường giờ này thì hiệu sách cũng chưa đóng cửa. Có lẽ là 6 giờ sáng ngày mai cô y tá sẽ tới để kiểm tra lại vết thương của cô đó. Hay vậy đi, tối nay tôi sẽ ở lại đây nha. Vậy thì cô gọi tôi sẽ tiện hơn nhiều. Như vậy không tiện đâu. Sao cô có thể ở lại đây được? Phòng của chúng tôi rất nhỏ. Ai nói nhỏ chứ, nhà của chúng ta rất rộng mà. Hơn nữa chúng tôi có thể chăm sóc cho cậu ấy. Cho nên cô cứ yên tâm đi ha. Nè. Đúng vậy, Song Nghi cũng có thể chăm sóc tôi. Thật ra nếu không phải là do cô Phong cứ kiên quyết thì tôi không cần đến y tá đâu. Không phải chỉ một mình cô ấy kiên quyết, tôi và Phong Đằng cũng đều muốn như vậy. Nếu không phải vì tôi với Phong Đằng đạp xe quá hăng thì sẽ không hại chân cô bị thương rồi. Cô đừng có nói như vậy mà. Là do tôi không cẩn thận thôi. Hơn nữa đây là hoạt động tập thể của công ty, có nói thế nào thì cũng không thể đổ lỗi cho cô được. Cô đừng cảm thấy áy náy mà. Những chuyện xảy ra đối với công ty của Phong Đằng thì cũng là chuyện của tôi thôi. Sam Sam à, cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc tốt cho cô. Vậy cảm ơn cô nha.
chuyện của Phong Đàn cũng là chuyện của tôi. Câu nói này có ý nghĩa gì vậy? Lệ Trữ đang muốn ám chỉ điều gì? Hay là do mình nghĩ ngợi nhiều quá? Ngày mai tôi phải đi công tác, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nha. Chăm sóc tốt cho bản thân? Chủ tịch cũng thật kỳ lạ. Từ sau khi cổng mình ở Thái Hồ về, cứ giống như là người bị mất hồn vậy. Cái này cũng kỳ lạ thiệt. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Anh sẽ làm tất cả vì em. Nhưng mà mình thấy Liễu Liễu và Song Nghi nói cũng có lý. Thái độ của Nguyên Lệ Trữ đó đã rất rõ ràng đúng không? Nhưng cũng không có gì lạ hết. Bây giờ đàn ông mà có chút thành đạt thì đều như vậy. Rõ ràng đã có bạn gái rồi nhưng vẫn không chịu an phận mà lại đi trêu ghẹo các cô gái khác. Du Thừa Hạo cũng vậy thôi. Tuyệt đối không phải là như vậy. Mình vừa nhìn một cái là có thể biết rằng cô Nguyên Lệ Trữ chỉ đơn phần thích Phong Đằng mà thôi. Cậu phân tích thử coi, nếu như là người yêu thì chỉ cần nói rõ ra là được rồi. Cần gì phải nói anh ấy với tôi. Chuyện của Phong Đằng cũng là chuyện của tôi. Cô ta không cần phải nhấn mạnh điều này mà. Bây giờ mình cũng đã hiểu ra một điều. Khi người đàn ông mà tán tỉnh phụ nữ không nhất định là vì thích cô ta đâu. Chẳng qua là muốn hưởng thụ cảm giác chiếm đoạt một cách mờ ám mà thôi. Cái này hoàn toàn là do Nguyên Lệ Trữ tự ảo tưởng mà ra thôi. Mình là chuyên gia tình yêu mà, lời của mình không thể sai được đâu. Nhưng mà chỉ cần cậu không có ý gì với chủ tịch thì chủ tịch cuối cùng vẫn là chủ tịch thôi. Cuộc sống riêng tư của anh ta thì có liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đây chính là cách tuyên bố quyền sở hữu riêng của Nguyên Lệ Trữ đó. Những người phụ nữ nào gần gũi với chủ tịch cô ta đều như vậy hết, không chỉ riêng cậu đâu. Hả? Cho dù suy đoán hay kết luận gì thì cũng chỉ có một kết quả thực tế, chính là chủ tịch thì sao có thể thích mình được chứ. Thuận Buồm Xui Gió. Đừng quên đi tái khám đó. Hả? Đang bị bệnh mà còn phải thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm nữa. Chủ tịch à, anh muốn ép chết tôi có phải không hả? Cô Tiết à, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, có cô Nguyên đang chờ cô ở ngoài. Hả? Chào buổi sáng Sam Sam. Cô đến sớm quá vậy. À, không biết là bình thường cô thích ăn cái gì, vì vậy tôi chuẩn bị theo thói quen của mình thôi. Cô ngồi đi. Quá. Nếu cô mà còn nói khách sáo như vậy thì tôi mới là người cảm thấy ngại đó. Vậy tôi không khách sáo nữa nha. Thật ra thì Phong Đằng cũng rất là thích ăn đồ Trung Quốc. Nhưng mà nếu tôi với anh ấy cùng ăn thì thường sẽ chọn đồ hợp với tôi. À, lại khẳng định Phong Đằng là của cô. Vừa chăm sóc tôi vừa tẩy não cho tôi hả? Xoay bên này một chút. À, được rồi. Bệnh nhân vẫn chưa hồi phục, cứ tiếp tục bó bột nha. Tôi thấy không đau lắm. Tôi có thể không cần bó bột nữa hay không? Không được đâu. Bong gân trật khớp phải bó bột 100 ngày, cẩn thận tốt hơn. Thôi được rồi, tiếp tục bó bột giúp cô Tiết vậy. Hả? Vẫn phải bó bột sĩ. Cô Tiết, đây là thuốc của cô. Vẫn phải uống thuốc hả? Nhưng mà tôi uống thuốc vào sẽ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Nhưng thuốc nhất định phải uống đó. Tôi không muốn uống.
thôi được. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cao dán này rất có hiệu quả. Chuyên trị bông gân, tiêu viêm giảm đau hoặc bị đau răng, đau đầu đều rất hiệu quả. Không có tác dụng phụ. Mấy ngày tiếp theo tôi dán cái này là được, không nhất thiết phải bó bột đâu. Nếu biết gửi ảnh rồi, sau này mỗi ngày đều phải ghi ngày tháng lên chân bị bó bột, rồi chụp hình gửi cho tôi. Làm sao đây, chân người ta đã bị bó bột rồi mà còn quản lý. Có một lần anh ấy rất xấu, anh ấy vẽ râu mèo cho chúng tôi, lại dùng loại bút vẽ không thể nào xóa được. Sau khi vẽ xong, tôi không tài nào rửa sạch luôn, cũng không dám đi học mà cứ ngồi khóc mình hoài. Nhớ rồi. Lệ Trữ thì khác, cô ta dám đánh nhau với anh ấy luôn, mấy ngày liền không thèm để ý đến anh ấy. Cô đoán xem ba tôi đã phạt anh ấy thế nào. Ông ấy đã dùng cái bút đó để vẽ râu cho anh ta, cứ vẽ cho đến khi nào vết dơ trên mặt của chúng tôi được rửa sạch mới thôi. Đúng rồi, nói cho cô biết, khả năng trêu chọc người khác của anh ấy giỏi hơn nhiều so với khả năng kinh doanh. Tôi còn nhớ lúc tôi mới tới nước Mỹ đó, cô biết động tác tay này có ý nghĩa gì không? Thật ra là xin đi nhờ xe, anh ấy lừa tôi, anh ấy nói động tác tay như vậy là bắt được xe taxi. Cuối cùng trong 2 tuần tôi chẳng bắt được chiếc xe nào hết. Sau đó tôi biết được, tôi liền trừng trị anh ấy. Tôi nói anh phải để cho em đi nhờ xe của anh cho tới khi nào em có bằng lái xe mới thôi đó. Đúng rồi đó. Bác sĩ nói cô đến trễ giờ đổi thuốc rồi. Mới qua có 5 phút, sao chuyện gì anh ta cũng biết hết vậy? Phong Đằng nhắn tin gì vậy? Hả? Lợi Trữ hả? Có phải cô và chủ tịch đang yêu nhau? Không phải đâu. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Cô thấy đó, cả hai chúng tôi đều rất hiếu thắng, từ nhỏ đã quen cãi nhau rồi. Chúng tôi mà yêu nhau thật thì sẽ như thế nào chứ? Cũng phải ha. Mấy hôm nay Phong Nguyệt nói với tôi rất nhiều chuyện liên quan đến chủ tịch. Tôi thấy tình cảm của mọi người thật sự rất tốt, giống như người một nhà vậy. Hơn nữa cô đối với tôi cũng không giống như người lạ mới quen biết. Lại còn cùng tôi đi khám bệnh, sau đó nói chuyện với tôi, còn đưa tôi đi tái khám. Cô đối với tôi thật là tốt. Tôi cảm thấy chúng ta sắp trở thành bạn thân của nhau rồi. Sam Sam à, thật ra cô là một cô gái rất tốt. Cô nói thật hả? Cảm ơn cô. Tôi đã nói chuyện với tổng biên tập nhà xuất bản Á Điển, thu xếp được thời gian rồi. Đây là danh thiếp của anh ta. Còn đây là nơi gặp mặt. Nhanh như vậy mà đã liên hệ được rồi sao? Cô thiệt là lợi hại đó. Tôi đã đi nhờ khắp các bạn bè mà cũng không có một ai liên hệ được với anh ta hết. Cô giúp tôi một việc lớn rồi đó. Đỡ được bao nhiêu việc. Đã vậy còn chăm sóc Sam Sam nữa chứ. Cảm ơn nha. Thật ra cũng không có gì. Thành công hay không còn tùy thuộc vào thực lực của cô đó. Tôi chỉ làm trung gian giới thiệu thôi. Dù sao tổng biên tập này cũng là đàn em của tôi hồi đại học, cậu ta vẫn phải nể mặt tôi chứ. Ok, hiểu rồi. À, cô đợi một chút, tôi có cái này nè. Ở trong nhà thì cái này là nhiều nhất đó. Chúng ta chúc mừng một chút ha.
Tôi rất vui đó. Nè nè nè, cạn một cái. Rượu rất ngon đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Đúng vậy. Bây giờ sắp cuối năm rồi, lượng công việc của mỗi người đều tăng hết. Cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Nói như vậy thì hơi khó nghe, nhưng cô đang được ông trời ban cho kỳ nghỉ đó. Thật là ngại quá. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại làm việc với mọi người. Không sao đâu mà, cô cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. À dai, mau đối chiếu lại cái này đi. Ờ được được được, không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi làm rồi. Ừ, được rồi, tạm biệt. Là trừ vào lương. Tôi muốn quay lại làm việc. Xem anh làm thế nào đi. Tôi cho cô nghỉ một tuần, vết thương chưa khỏi, trừ vào tiền thưởng cuối năm. Trừ vào tiền thưởng cuối năm. Trừ vào tiền thưởng cuối năm. Tiền lương của mình một ngày là... Còn tiền lương 4 ngày thì bằng bao nhiêu đây? Mình đã làm việc được 4 tháng rồi. Theo tỷ lệ này thì... Cái gì? Tiền thưởng cuối năm chỉ còn hơn 57 đồng. 57 đồng mà thưởng cái gì chứ? Đáng ghét. Cái đồ đáng ghét. Mình sẽ về quê. Mình đã quyết định giữ lại tất cả tiền lương 4 ngày cùng với tiền thưởng cuối năm, không sót một đồng. Mọi người chú ý, giới thiệu với mọi người một chút. Người này là Chu Hiểu Di, bắt đầu từ ngày mai sẽ làm thay vị trí của thừa quyền. Xin chào mọi người, rất mong mọi người giúp đỡ. Ai chiến sĩ thái quá phù gia đơ yêu chi ê thơ rừng cho hai pa sơ chu ru qua khai sơ sơ vê lơ bia li chu đình ra sơ mê yêu chê chu tê chê chu mình chưa đâu hết.